màu đỏ hay màu xanh ạ? Bây giờ con cho nước màu xanh vào đây đi. Màu xanh cây đi. Bây giờ con úp cốc này lên ạ. Úp cốc đi. Con có nhìn thấy nước dịch chuyển không nào? Nước dịch chuyển từ đĩa ra vào trong đâu nhỉ? Đĩa vào trong cốc. Và đồng thời là nến. Đồng thời nến. Wow. Con thì chào các bạn đi nào. Chào mừng các bạn đến với kênh. Hôm nay mẹ sẽ làm một thí nghiệm nhỏ cho con về sự dịch chuyển của nước. Con có thích không nào? Thì bây giờ mẹ giới thiệu nguyên liệu với cặp tên với mẹ nhé. Đây là phẩm màu gì đây nhỉ? Đó. Đúng rồi. Đây là phẩm màu gì đây con? Đúng rồi. Và mẹ cần một cái. Đúng rồi. Green. Đúng không? Và đây là cái gì đây nhỉ? Xác. Đây là? Và đây là? Đúng rồi. Thì bây giờ mẹ sẽ làm trước. Đấy, mẹ sẽ cho con làm nhé. Bỏ tay con ạ. Thì mẹ sẽ bật cái này để cho nóng, nó chảy ra mẹ cắn vào đây. Ý, lên đứng thôi. Bây giờ mẹ sẽ cho đến cháy nhá. Đến cháy rồi. Con đổ nước màu vào đây cho mẹ. Chuyển từ cái đĩa này để vào trong cốc này, con nhìn thấy chưa? Đấy, và một điều nữa con nhìn thấy đây. Bây giờ mẹ sẽ làm lại cho nhìn thấy một lần nữa nhá. Này là thế này là đúng rồi. Con nhìn lại này. Không được. Đúng rồi, nhưng không được cho cốc chạm vào. Chuyển vào trong cốc không nào? Có. Nước màu gì? Nước màu gì nhỉ? Đồng thời là nến có tắt không con? Nến tắt rồi. Đấy, nước di chuyển từ bên ngoài đĩa vào trong cốc và đồng thời là nến cũng bị tắt luôn. Yeah. Bây giờ mẹ sẽ chuyển sang màu xanh, làm màu xanh nhé. Đổ nước vào đây, để mẹ sẽ làm màu xanh nhé. Còn đâu để có cái nến khác. H I J K L M N O P Q R rồi. Mọi người đến cũng tắt phải không con? Bé có cháy được không nhỉ? Bé có cháy được không nhỉ? Mày làm lại cho con một lần nữa nhá. Nghe ai khói này khói. Ủa, vậy thôi thôi hả? Bây giờ mẹ sẽ làm lại cho con một lần nữa nha. Con có thích không nào? À, thích thôi con đừng để đấy đã. Mẹ thử như thế này với công nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ làm với một cái nến thôi.